Giải mộng, thấy quan tài là điềm báo gì, tốt hay xấu? Trong giấc mơ, bạn thấy người chết trong quan tài. Theo lý giải giấc mơ, điều này cho thấy vận may sắp đến với bạn. Lời tiên đoán này là do quan niệm sinh dữ tử lành của người xưa. Mơ thấy khiêng quan tài vào nhà. Bạn nằm mơ thấy có người mang quan tài vào nhà mình. Đừng quá lo lắng vì đây là một dấu hiệu đáng mừng. Điều này cho thấy sắp tới bạn sẽ gặp một niềm vui lớn hoặc bất ngờ về công việc hoặc gia đình. Có thể trong công việc bạn gặp được quý nhân nên có nhiều cơ hội thăng lương, thăng chức. Nếu là chuyện gia đình thì có thể là sức khỏe của người thân bị ốm sẽ được cải thiện hoặc báo hiệu một tin vui về hạnh phúc. Nằm mơ thấy quan tài trên mộ. Trong giấc mơ của bạn, bạn thấy một chiếc quan tài bị bỏ lại trên mộ mà không được chôn cất. Theo các nhà phân tích giải mã giấc mơ, điều này báo hiệu sự khởi sắc về tiền bạc, tài lộc sắp đến với gia đình bạn. Mơ thấy quan tài giữa hai ngôi nhà. Trong giấc mơ này cho thấy vận may tài lộc trong gia đình đó sẽ đến với chiều hướng không tưởng. Đánh dấu năm đó là một năm bội thu, không chỉ về tiền bạc mà còn là cơ hội thăng tiến cho gia đình bạn. Nằm mơ thấy quan tài nổi trên mặt nước. Điều này báo hiệu một năm đầy bất ngờ sẽ đến với bạn. Những tháng đầu năm bạn gặp một chút khó khăn trong cuộc sống, nhưng đến giữa năm và đặc biệt là cuối năm thì vận may của bạn vô cùng vượng phát. Điều này không chỉ dựa vào vận may gửi của bạn mà còn dựa vào những nỗ lực mà bản thân bỏ ra trong suốt thời gian qua. Nằm mơ thấy quan tài có xác chết. Nằm mơ thấy quan tài có người thân chết trong nhà. Điều này cho thấy xung quanh bạn có một số mâu thuẫn không quá lớn nhưng vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Đừng quá lo lắng vì những điều này sẽ được giải quyết rất nhanh chóng. Nằm mơ thấy quan tài có xác người lạ. Nằm mơ thấy quan tài có xác người lạ chết trong nhà. Có thể bạn đã vô tình làm tổn thương ai đó. Giấc mơ này cho bạn đang khiến một mối quan hệ nào đó không thể cứu vãn được nữa, hoặc công việc của bạn trong thời gian sắp tới sẽ gặp một chút khó khăn. Nằm mơ thấy quan tài có xác chết, tỉnh dậy. Nằm mơ thấy quan tài có xác chết bay lên cho thấy sắp tới sẽ có quý nhân đến thăm nhà bạn. Nằm mơ thấy chôn quan tài. Bạn mơ thấy chôn quan tài, điều này chứng tỏ bạn đã chút bỏ được những khúc mắc trong lòng, những ảnh hưởng về tâm lý, về quá khứ và tương lai hiện tại của bạn. Thấy mở quan tài, giấc mơ này nhắc nhở bạn thời gian tới cần chú ý đến sức khỏe của mình, nên hạn chế những thói quen xấu, nghỉ ngơi nhiều hơn. Khi đầu óc tỉnh táo mới có thể làm việc tốt hơn, tâm trạng cũng được cải thiện tích cực hơn. Mơ thấy quan tài đen về đường công danh, tài lộc của bạn vô cùng rộng mở, sẽ có quý nhân xuất hiện giúp bạn vượt qua khó khăn. Mơ thấy quan tài màu trắng. Giấc mơ này chỉ ra rằng mối quan hệ của bạn đang rạn nứt. Hãy trân trọng tình cảm của đôi bên, đừng vì nóng giận tức thời mà đánh mất tri kỷ. Mơ thấy quan tài màu xanh. Có nhiều dự án phải dang dở do sức khỏe của bạn không tốt. Việc cần làm lúc này là thư giãn nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi năng lượng. Mơ thấy quan tài màu nâu. Mơ thấy quan tài màu nâu. Bạn sắp nhận được một tin vui bất ngờ từ người thân đã lâu không gặp. Cuộc hội ngộ này sẽ giúp ích nhất cho bạn. Nằm mơ thấy quan tài màu vàng. Chuyện tình cảm của bạn phải một số mâu thuẫn và rắc rối nhỏ, nhưng chỉ cần nói chuyện hai người sẽ hiểu nhau hơn. Mơ thấy quan tài đang cháy.
Một chiếc quan tài bốc cháy trong giấc mơ là điềm báo cho cuộc sống của bạn có nhiều khởi sắc, sẽ có một số thay đổi tích cực trong thời gian tới. Nằm mơ thấy quan tài và xe ngựa, xung quanh bạn có nhiều mối quan hệ phức tạp và không biết phải làm sao. Hãy thẳng thắn để có một quyết định, một sự lựa chọn dứt khoát. Nằm mơ thấy quan tài và nước, bạn sắp gặp gỡ đối tác làm ăn, buôn bán. Người này xuất hiện như một mối quan hệ đối tác, đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, hãy trân trọng mối quan hệ này. Nằm mơ thấy quan tài rơi, bạn đang cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng. Trong công việc, giai đoạn quan trọng này luôn có nhiều thứ thử thách. Hãy mạnh mẽ vượt qua. Nằm mơ thấy quan tài bay, bạn có rất nhiều dự định, kế hoạch đang ấp ủ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ bạn cần thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Nằm mơ thấy quan tài của bố, ai đó đang bí mật theo dõi và giúp đỡ bạn. Đây là điều tốt cho công việc, cuộc sống của bạn. Nằm mơ thấy quan tài của mẹ, nằm mơ thấy quan tài của mẹ trong lúc khó khăn nhất. Bạn may mắn nhận được sự giúp đỡ của người thân trong gia đình. Đây là nguồn động lực để bạn đạt được mục tiêu của mình. Nằm mơ thấy quan tài của trẻ em, con người của bạn đang thay đổi, khép kín và im lặng hơn. Tuy nhiên, trong một số việc bạn vẫn nên tâm sự với bạn bè và người thân của mình. Nằm mơ thấy quan tài của ông nội, bạn là người sống tình cảm, tốt bụng, luôn giúp đỡ và chia sẻ với người khác. Vì vậy, mỗi khi có chuyện cũng được quý nhân giúp đỡ, mọi việc đều giải quyết êm đẹp. Nằm mơ thấy quan tài di chuyển, một chiếc quan tài chuyển động trong giấc mơ là điềm báo sắp tới bạn có thể sẽ đi công tác xa hoặc doanh nghiệp đã thay đổi. Nằm mơ thấy quan tài tang lễ, giấc mơ này là một dấu hiệu của sự tích cực. Lần sau bạn sẽ đón nhận niềm vui xung quanh cuộc sống của mình. Mơ thấy quan tài gỗ, một số khó khăn trước mắt có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Tuy nhiên, nếu bạn vượt qua giai đoạn này, con người, kiến thức và kinh nghiệm của bạn đều sẽ tăng lên. Mơ thấy quan tài nhỏ, suy nghĩ của bạn bị che phủ bởi một nỗi sợ hãi nào đó. Bạn cần tự tin vượt qua chính mình trong giai đoạn này. Mơ thấy gắn vào quan tài, công việc sắp tới của bạn sẽ mở ra nhiều cơ hội, thách thức mới. Có thể bạn đã được đề cử cho một vị trí mới quan trọng hơn. Nằm mơ thấy quan tài trong chùa, vận may và vận may sắp gõ cửa. Lần sau dù bạn làm gì cũng sẽ thuận lợi như ý muốn. Tuy nhiên, không nên vì thế mà chủ quan. Mơ thấy quan tài, mối quan hệ tình cảm của bạn đang tình trạng rạn nứt, xa cách, ai cũng có cái tôi cao. Nếu không lắng nghe và thấu hiểu nhau, sẽ khó mà tiếp bước. Mơ thấy hai chiếc quan tài, giấc mơ này cho thấy vận may sẽ đến với bạn gấp đôi. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Mơ thấy ba chiếc quan tài về tài chính dồi dào hơn trước, bạn nhận được lợi nhuận trong kinh doanh buôn bán. Mơ thấy bốn chiếc quan tài, chú ý cất giữ tài sản khi ra ngoài, đặc biệt là những nơi công cộng. Nếu nó bị mất, nó sẽ rất khó để tìm lại. Mơ thấy năm cái quan tài, giấc mơ này cho biết công việc sắp tới của bạn rất thuận lợi. Nếu bạn có kế hoạch trong đầu, bạn có thể mạnh dạn thực hiện nó. Những con số may mắn khi mơ thấy quan tài, mời các bạn tham khảo. 4 người khiêng quan tài, 53, 54, 66. 2 người khiêng quan tài, 38, 57. 2 quan tài, 26, 16, 36. Quan tài của cha nuôi, 42, 46.
An táng quan tài 51-15, quan tài chưa chôn 04, quan tài có xác chết 34-21, mở quan tài 31-36, quan tài 06-56-26. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn.